sân si nổi lên. Con lại niệm Phật để lướt qua tất cả. Nhưng hình như sau đó mọi việc đâu lại vào đấy. Có lẽ căn nghiệp của con còn dày lắm phải không sư ông? Thưa sư ông, con phải làm sao cho đúng đây? Chia sẻ của sư cô DN. Thưa chị mệt mỏi lắm rồi phải không? Mệt mỏi không phải vì làm việc, mà là trong sự chờ đợi bố và các cô em chồng thay đổi cái nhìn của họ đối với chị, nâng đỡ chị như một người con và một người chị. Đọc thư chị, không thấy chị nói gì đến chồng chị cả. Anh ấy có biết những gì chị suy nghĩ và trải qua hay không? Chị đã từng chia sẻ cho anh ấy biết chưa? Sức chịu đựng của con người không khác gì lượng dung tích của một bình hay một chai đựng nước. Nếu quá số lượng nước đựng trong bình hay chai đó thì nó sẽ tràn ra ngoài. Cũng vậy, nếu quá sức chịu đựng của chị thì chị sẽ bùng lên những cơn giận, bởi vì chị không thể kềm chế được nữa. Vì vậy mà nhịn nhục không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả những gì chị đang làm cho gia đình chồng, nếu đó không phải là động cơ của thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, thì càng làm chị càng mệt mỏi và dễ đưa đến sự bực bội, nóng giận. Nếu chị thương chồng, yêu chồng, chị phải học thương gia đình chồng như gia đình mình. Mình rất dễ tha thứ cho người mình yêu, mình thương, phải không chị? Có ai hoàn toàn là hoàn mỹ đâu, kể cả những người đang yêu nhau, kết hôn với nhau. Nhưng người ta vẫn yêu nhau, vẫn lấy nhau để cùng sống dưới một mái nhà. Cơ bản là vì thương, vì yêu mà người ta chấp nhận nhau, học hỏi nhau để xây dựng mái nhà hạnh phúc. Muốn sống hạnh phúc với nhau là cả một nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình. Tình yêu chưa đủ để đóng góp vào việc xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Mình cần rất nhiều yếu tố như là học lắng nghe nhau, học hiểu nhau, học cho nhau thời gian để cho người kia có cơ hội lập mới lại con người họ, vân vân. Nhiều thứ để mình học và mài dũa lắm. Phần đông người ta thường nhịn nhục cho êm chuyện, nhưng nhịn nhục như vậy có tính cách tiêu cực lắm. Hơn nữa, theo thời gian nó sẽ chồng chất mỗi ngày mỗi nhiều thêm lên. Đến một lúc nào đó thì hạnh phúc gia đình sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhiều khi vì chuyện em chồng, con dâu mà hạnh phúc giữa hai vợ chồng cũng khó hòa thuận, ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm giữa hai vợ chồng. Vì vậy, cho nên chỉ cần phải học phương pháp san sẻ những khó khăn với chồng. Nói như thế nào để nhận được sự cảm thông của chồng mà không phải là gây thêm áp lực cho chồng, để tránh gây ảnh hưởng tai hại đến đời sống hạnh phúc vợ chồng, gia đình chồng. Chị cũng cần phải học cho mình thời gian và cho người khác thời gian để có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Muốn thay đổi một lối nhìn, một cách sống rất là khó. Không phải chỉ có dăm ba ngày mà có thể làm được. Hơn nữa, nếu liên hệ giữa đôi bên không được gắn bó, thì động cơ khiến người kia thay đổi cách cư xử với mình cho tốt hơn cũng là một vấn đề. Như DN đã nói ở trên, chỉ có thương nhau, yêu nhau, người ta mới có đủ kiên nhẫn để chấp nhận nhau và cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn để cùng xây dựng hạnh phúc với nhau. Chị phải học thương gia đình chồng như đã thương chồng vậy. Con người là một động vật biết suy nghĩ, có lương tâm. Chị hãy học sống như thế nào để có thể thay đổi cách suy nghĩ và đánh động đến lương tâm của những người trong gia đình chồng. Đó mới là biện pháp sống dài lâu với người chồng chị thương yêu và cam kết sống dài lâu với người đó. Trong giai đoạn này, chị rất cần tình thương của chồng và sự nâng đỡ của chồng để giúp chị có thêm sức mạnh. Hai anh chị nên có nhiều thời gian cho nhau hơn để dung bồi tình thương và sự cảm thông của nhau, để cùng nhau đi trên con đường này. Đừng để bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào từ bên ngoài ảnh hưởng tới hạnh phúc hai vợ chồng. Hãy cùng lắng nghe nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn để nâng đỡ nhau. Chỉ có như vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền bỉ, keo sơn theo thời gian. Chị có đồng ý không? Hy vọng chị sẽ có nhiều sức mạnh để đi tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Thỉnh thoảng chị nên cùng chồng đi du ngoạn để hít thở thêm khí trời, để thư giãn những căng thẳng trong người.
Chúc anh chị và gia đình luôn có đủ bình an và sức khỏe. Chào chị. Câu hỏi 5. Con muốn xin lỗi vì đã làm những người thương yêu con khổ đau. Con xin phép thầy cho con xin một pháp môn. Vì trước đây khoảng 1.5 năm, con không sống trong chánh niệm. Con có những vụng dại. Con có rất nhiều lỗi lầm. Con đã làm khổ người con thương. Con làm khổ gia đình con. Con làm khổ tất cả những người chung quanh con. Tại vì con không biết con là ai hết. Bây giờ có nhiều lúc rảnh rỗi, con tự nói với lòng con là con xin lỗi chồng, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, các chị trong gia đình con. Mà cái tự ái trong con chưa xuống được. Nhiều, rất nhiều lần con đã nói với lòng con là con đã hối hận, con muốn làm mới, con không muốn làm như vậy nữa. Nhưng con chưa nói được lời xin lỗi tới những người con đã làm khổ đau. Xin thầy cho con pháp môn để con làm được chuyện đó, để con có thể làm chơi đi nỗi khổ trong lòng con. Tại vì không hiểu sao những người con thương, những người lo lắng cho con, chiều chuộng con chừng nào thì con lại gây gắt, con làm khổ người đó chừng ấy. Con không đối lại cái tình cảm ngọt ngào mà người ta đối với con. Con không biết dùng ái ngữ trong thời gian qua. Con đã không sống trong chánh niệm nên con không biết. Nhưng từ năm ngoái con đã được về chùa. Con bắt đầu nhận thấy, con soi gương thì con thấy mình làm sai. Con không tiếp tục làm những cái gì mà ngày xưa con làm nữa. Nhưng có một điều, con chưa nói được lời xin lỗi với chồng con, với gia đình con, với bạn bè và những người con đã làm khổ. Xin thầy hãy dạy cho con. Sư ông Làng Mai trả lời: mình thấy được sự thật đó là một bước đầu, đó là một sự giác ngộ lớn. Và câu hỏi này là câu hỏi rất hay. Nhiều người sẽ nhờ câu hỏi này mà tìm ra được cách hành xử. Mình biết rằng mình đã có những vụng về, lầm lỡ. Mình muốn nói những lời xin lỗi. Mình biết rằng mình đang còn tự ái nhiều và mình muốn vượt qua những tự ái ấy. Đó là một sự giác ngộ rồi đó. Có những người chưa đạt tới đó mà mình đạt tới đó là mình cũng khá lắm rồi. Nhờ chùa, nhờ tăng thân mà mình thấy được điều đó, làm được điều đó là đáng được thầy khen rồi, đã có giác ngộ, đáng được khuyến khích rồi. Nhưng đừng có nghĩ mình nói xong lời xin lỗi thì tình trạng sẽ hoàn hảo. Đừng có quá lạc quan như vậy. Tại vì đôi khi mình nói xong lời xin lỗi, mình vẫn có thể lặp lại, mình rơi vào tình trạng thất niệm, còn có thể làm ra những vụng về nữa chứ không phải không đâu. Tại vì trên thực tế, có những người đã xin lỗi rồi, vẫn tính nào tật đó, vẫn tiếp tục lặp lại những vụng về của mình. Vì vậy, cho nên thầy có những điều căn dặn phải ghi nhớ cho đàng hoàng thì mới có thể thành công được. Xin lỗi là rất hay, nhưng chưa đủ đâu. Thầy nghĩ là khoan xin lỗi đã. Mình tự làm mới với chính mình trước. Khi nào mình thấy mình đủ hết rồi, sẵn sàng rồi thì mình bắt đầu xin lỗi. Nếu xin lỗi rồi, mình hứa hẹn điều gì đó mà làm không được thì cũng như không thôi. Đừng quá vội vàng xin lỗi. Có một cách xin lỗi rất dễ, rất hay là viết thư. Chỉ khi nào lá thư đó hoàn hảo, mình bằng lòng lắm thì mình mới gửi đi. Trước đó mình đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại, viết đi viết lại, tới chừng nào mình thấy thư có thể nói hết những điều trong trái tim của mình thì mình mới chép lại và gửi cho người đó. Người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là con mình, người đó có thể là anh mình, là chị em của mình. Đó là sự thực tập của thầy. Vì thầy sống chung với các thầy, các sư cô khác 24 giờ đồng hồ một ngày. Thỉnh thoảng thầy cũng viết thư cho họ và họ cũng viết thư cho thầy. Cho nên viết thư là một pháp môn rất hay. Trong khi viết thư mình có thể thở, có thể ôm ấp những cái thấy của mình, những cái buồn, cái giận của mình, những hy vọng của mình. Cho nên mình có thời giờ để viết ra những cái mà sau này nó không làm cho mình hối hận. Còn nói thì đôi khi còn vụng về.
sau này mình hối hận. Mình nên học cách viết thư tình. Trước hết, trong khi viết mình thực tập nhìn cho sâu, mình thấy mình có những vụng về nào mà mình không muốn lặp lại, thì mình phải viết xuống cho hết những vụng về ấy. Mình có thể có những tri giác sai lầm về người kia, có những vụng về trong nói năng và những vụng về trong cử chỉ của mình. Mình phải nhìn lại, phải ngồi thiền để lắng nghe, nhìn lại trong quá khứ có những vụng về nào, đứng về phương diện ý, phương diện khẩu, phương diện thân, mình đều phải liệt kê ra hết. Những cái gì đã đưa tới vụng về đó và những kết quả của vụng về đó, mình phải tìm cho tới gốc rễ và những hậu quả của vụng về đó. Có hai vấn đề, một là nguồn gốc của những vụng về, hai là hậu quả của những vụng về đó, phải viết ra hết, giờ này sang giờ khác để thiền quán. Thiền quán bằng một tờ giấy và một cây viết, ngồi dưới gốc cây, ngồi trên bãi cỏ, nhìn cho thật sâu trong quá khứ, những nguồn gốc của vụng về và những hậu quả của vụng về, giờ này sang giờ khác, mỗi ngày một giờ đồng hồ hoặc là nhiều hơn nữa, để quán chiếu cho thấy rõ. Đừng có hành động vội vàng, đừng có xin lỗi vội vàng. Mình nên ngồi lại để thấy rõ mình, sau đó mình lập nguyện với Đức Thế Tôn, với tăng thân mình, là từ đây về sau, con nguyện sẽ không tư duy như vậy, con sẽ không nói năng như vậy, nhưng con không chắc chắn là con sẽ làm được như lời hứa của con. Thành ra xin Đức Thế Tôn, xin tăng thân yểm trợ cho con. Con có thể làm từ từ chuyện đó được. Con có thể bớt đi 20-30% hay 60-70% những vụng về, thì con nhờ Đức Thế Tôn, con nhờ tăng thân yểm trợ cho con, thì từ từ con sẽ làm được. Đừng tưởng là xin lỗi rồi thì mình có thể làm được hoàn toàn 100% điều mình muốn. Vì vậy cho nên mình cần viết xuống hết những điều mình nghĩ. Và không phải chỉ xin lỗi một lần đâu, mà phải xin lỗi 2-3 lần, hoặc có thể nhiều hơn nữa, với những giờ làm việc riêng, những giờ thiền quán riêng. Mình phải thấy cho rõ hết, mình phải lập nguyện cho đàng hoàng, rồi mới có người yểm trợ cho mình. Mình phải có bạn tu, phải có những người mình tâm sự được. Mình viết xong rồi đưa cho một người bạn của mình: chị nghĩ là em làm như vậy có được không? Chị nghĩ là cái mà em vừa mới viết xuống đây, những từ quán, nội quán ấy có đầy đủ chưa? Theo nhận xét của chị, em có hiểu được em đầy đủ chưa? Em đã thấy được cái hay và những cái dở của em chưa? Chị thấy những cái hay nào của em chưa được viết vào đây? Chị soi sáng cho em đi, tại vì cái thấy của em về em nó chỉ được tới đây thôi. Mình phải nhờ những người bạn soi sáng cho mình, bổ túc cho mình về sự nhìn lại ấy của bản thân mình. Mình có thể có hơn một người bạn tu, có hơn một người thiện tri thức. Sau khi đã làm hết sức mình rồi, mình lên bàn thờ Phật phát nguyện, mình lạy xuống: con phát nguyện là con sẽ theo con đường này. Đây là cái thấy của con, đây là tuệ giác của con. Xin Đức Thế Tôn soi sáng thêm cho con. Trong quá trình thực tập, thế nào cũng có những vụng về, và con nguyện là mỗi ngày con sẽ làm hay hơn. Sau đó mình mới viết thư xin lỗi: anh ơi, em biết em có vụng về trong quá khứ, và em không muốn lặp lại những vụng về đó. Anh không giúp em thì chắc một mình em không làm được. Thành ra mỗi khi em có vụng về, anh nhẹ nhàng soi sáng cho em, giúp em. Nếu anh không soi sáng, anh không giúp em thì em không làm được. Khi nào em có vụng về trong suy tư, hay là trong lời nói, trong việc làm, thì xin anh nhắc thêm. Nhưng xin anh nói bằng lời ái ngữ, anh đừng có la mắng, đừng có nói nặng, thì cái đó giúp em rất nhiều. Nói như vậy thì người kia cảm động lắm. Người kia sẽ trở thành bạn đường trên con đường tu tập của mình, và mình cũng là bạn đường trên con đường tu tập của người kia. Tại vì người kia là chồng mình, là con mình, thì họ cũng có những vụng về, họ cũng có những cơn giận, có những tri giác sai lầm.
mình phải giúp họ bằng sự nhẹ nhàng, giúp họ bằng sự tươi mát, bằng ngôn từ hòa ái của mình. Hai bên giúp nhau thì sự việc mới thành. Mình xin lỗi như thế xong thì mọi việc trở nên tốt đẹp liền. Thầy không tin như vậy. Đó phải là một quá trình thực tập lâu dài. Mình hứa và mình xin người kia giúp cho mình trong sự thực tập hàng ngày. Giúp bằng hai cách là chịu khó lắng nghe bằng lòng từ bi và chịu khó soi sáng giúp cho mình bằng lời ái ngữ, chứ đừng có thắc mắc, đừng có lên án. Nếu nói bằng giọng chua chát hay là lên án trách móc thì mình nghe không được, mình làm không được, thành ra mình phải xin người kia giúp mình, yểm trợ cho mình. Một trái tim như vậy sẽ tưới mát được trái tim của người kia. Người kia sẽ thương mình, người kia sẽ cố gắng tu tập để giúp cho mình chuyển hóa, và mình cũng cố gắng tu tập để giúp cho người kia chuyển hóa. Hai người làm khổ nhau lại trở thành bạn đường, giúp nhau trên con đường tu học thì rất hay. Sự hy sinh trong hôn nhân gia đình. Hỏi: do chịu sự ảnh hưởng của phương Tây, nữ giới bắt đầu phải làm việc gánh đỡ một phần trách nhiệm tài chính của gia đình. Đồng thời, bổn phận công việc của người phụ nữ truyền thống phương Đông cũng không thể giảm bớt được. Điều này đã gây ra áp lực lớn cho người phụ nữ. Xin Thầy cho biết ý kiến của Ngài về vấn đề này. Đây là vấn đề rất lớn, đáng để lưu tâm. Tôi lấy ví dụ, một đơn vị nghiên cứu nào đó cần chiêu sinh. Thường thì thành tích học tập của nữ sinh tốt hơn nam sinh. Sau thời gian lên lớp và thi cử, thành tích của họ thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Nhưng một khi nảy sinh tình cảm nam nữ, lúc này biểu hiện và thành tích của bạn gái có phần kém hơn trước kia. Và ngược lại, thành tích của bạn trai thì ngày càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, dù hai người có thể cùng làm nghiên cứu, nhưng do quá yêu chồng mình nên người phụ nữ đó có thể hy sinh công việc mà dốc hết sức chăm sóc chồng con, gia đình, giúp người chồng yên tâm công tác. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều trên thực tế. Phải chăng nữ giới chịu thiệt thòi quá? Cũng chưa hẳn. Bởi đó là cô ấy cam tâm tình nguyện làm, không ai ép buộc. Tôi không cho đó là sự hy sinh của cô ấy. Hơn thế, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều hiện tượng rõ ràng hơn vậy. Khi tuyển dụng nhân viên cấp cơ sở, số lượng nam nữ đáp ứng được yêu cầu của công việc là ngang bằng nhau. Nhưng khi đảm nhận vị trí chủ quản cao cấp thì số nam giới là chủ quản thường lại nhiều hơn. Theo lý mà nói, năng lực của cả hai phái đều ngang sức ngang tài. Vậy vì sao khi tiếp nhận các chức vụ cao cấp thì số lượng nhân viên nữ lại ít đi, còn số lượng nhân viên nam lại nhiều hơn? Liệu công ty đó có cái nhìn kỳ thị với nữ giới? Thật ra tình hình không hẳn là vậy. Sau khi nữ giới bước sang tuổi trung niên, rất có thể thái độ làm việc của họ chịu sự chi phối và ảnh hưởng của hai nhân tố sau. Thứ nhất, con cái họ bắt đầu bước vào giai đoạn mới lớn, bướng bỉnh. Họ cần phải trở về mái ấm của mình, chăm sóc con cái và chấp nhận từ bỏ công việc. Thứ hai, khi bước vào tuổi trung niên, đồng nghĩa với việc tình trạng sinh lý của họ cũng đang trong thời kỳ thay đổi. Họ cần phải tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vào công việc, khiến cho họ không còn đủ sức mạnh cạnh tranh với nam giới. Kết quả là tỷ lệ nữ giới đảm nhận chức vụ chủ quản cao cấp chiếm số ít hơn. Điều này chứng tỏ rằng không hề có sự kỳ thị nào đối với nữ giới, mà có rất nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng này. Phải chăng nữ giới làm như vậy là không hợp lý? Thực tế không phải như vậy. Vì phụ nữ phải chăm sóc gia đình, chồng, con mà phải hy sinh hết mình. Thành công của chồng con chính là nguồn động viên và cũng là thành công của họ.
đằng sau những người nam giới thành công nhất định đều có bàn tay vĩ đại của người phụ nữ. Nếu không có sự trợ giúp và nâng đỡ này, chắc chắn phái nam không có được nhiều thành công lớn. Quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ, thêm vào đó là việc người con trai phải ra ngoài xã hội làm ăn, còn phụ nữ chỉ ngồi nhà chăm nom việc bếp núc, khiến cho quyền làm chủ và địa vị xã hội của nam nữ có sự chênh lệch khác xa nhau. Nếu phụ nữ thật sự gây ảnh hưởng lớn hơn nam, thì sự khác biệt từ xưa đến nay nảy sinh như thế nào? Liệu có phải thiên sinh phụ nữ đã phải chi trả để sống không? Xã hội Trung Quốc trước kia có câu tục ngữ: gia hữu hiền thê, phu tại ngoại bất chiêu hoạnh hòa. Tức là nếu nhà có vợ hiền giúp đỡ nâng chức, thì người chồng ở ngoài xã hội sẽ làm lên sự nghiệp, gặp nhiều thuận lợi và không gây tai họa ngang trái. Nếp sống, phong tục và quan niệm này hình thành một cách tự nhiên. Nhưng xã hội ngày nay có một số chị em phụ nữ không tình nguyện suốt ngày ở nhà chăm sóc chồng con. Khi còn ở Mỹ, tôi từng thấy một vài cặp vợ chồng, cả hai đều có thu nhập ổn định, đều đang công tác, cùng nhau gánh vác chi phí tiêu dùng cho cả gia đình, cùng làm việc nhà, chỉ trừ việc sinh con cái. Bởi chỉ có phụ nữ mới có thiên chức này. Tất cả mọi việc họ đều chia sẻ cùng nhau làm, và tôi thấy họ đối xử với nhau rất công bằng. Khi người phụ nữ vừa phải làm việc ngoài xã hội, vừa phải làm việc nhà, còn người chồng giao hết trọng trách cho họ, thì quả là phi lý. Tôi cũng đã từng biết một gia đình người Trung Quốc, cả hai vợ chồng đều làm bác sĩ. Họ có cha mẹ già và hai đứa con. Khi làm việc thì ông chồng là một vị bác sĩ, cứ hễ về đến nhà thì lại trở thành một lão gia, chỉ xem sách, xem báo, xem tivi. Trong khi người vợ vừa tan ca làm phải trở về nhà nấu cơm, chăm con và chăm sóc cha mẹ già. Tôi thấy vậy liền hỏi người vợ này: anh chị đều là bác sĩ cả, vì sao chị lại tình nguyện chịu khổ như vậy? Cô ấy nói: biết làm sao được, tôi cũng chỉ vì yêu anh ấy mà kết hôn. Anh ấy cũng rất yêu các con và gia đình. Thân là phận nữ nhi thì cần phải làm tròn bổn phận của nữ nhi. Cô ấy vui vẻ gánh vác nỗi vất vả này mà không hề cảm thấy thiệt thòi. Tôi thấy như vậy cũng rất tốt. Trong tình hình đó, nếu có một ai giúp cô ấy giải oan, đòi lại công bằng, khuyên cô ấy cần làm cuộc cách mạng cho bản thân, chẳng phải gia đình nhỏ bé ý phải chịu một trận sóng gió mới sao? Dùng gia đình đó bình an vô sự, đó là điều rất tốt. Trong lòng người chồng không thấy mắc nợ, còn người vợ thì thấy cuộc sống thật vui vẻ, không có vấn đề gì lớn lao, cũng không có sự mất cân bằng ở đây. Có người hay quan tâm tới chuyện của người khác, lại cho rằng người phụ nữ ấy thật ngốc hoặc kém cỏi, sao cô ta không đấu tranh đòi lại công bằng? Đây là gia đình của mỗi cá nhân, cô ấy tình nguyện cống hiến cho gia đình, cho chồng con, người ngoài không nên có ý kiến bàn tán. Những gia đình làm kinh doanh không cần tính toán mình bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần tự mình cống hiến một cách vui vẻ cũng thấy hạnh phúc và viên mãn rồi. Thầy từng nói người người nên cống hiến. Chúng ta cũng từng thấy gia đình cả hai vợ chồng cùng kiếm tiền nảy sinh mâu thuẫn, thì người chồng thường yêu cầu người vợ từ bỏ công việc về chăm sóc gia đình. Vậy lúc này người vợ nên lựa chọn thế nào? Nếu hai bên cùng cố chấp, thì vợ chồng nên nói chuyện bàn bạc với nhau theo cách nào? Khi gặp phải trường hợp này, vấn đề cần được giải quyết dựa trên sự tự nguyện của cá nhân. Cần xem đối phương có tình nguyện cùng hợp tác với mình không. Nếu không được thì đành tự hỏi bản thân mình có tình nguyện hợp tác với đối phương không. Nữ thủ tướng nổi tiếng Anh Quốc, bà Margaret Hilda Thatcher,
được gả cho ngài Thatcher và mang họ nhà chồng. Bà có thể thành công trên con đường chính trị là do có sự hợp tác của phu quân mình. Một ví dụ khác đó là cựu tổng thống Mỹ, ngài Clinton. Khi còn đương nhiệm, phu nhân của ngài rất ủng hộ ngài. Bà không tham gia ứng cử nghị sĩ mà chỉ muốn làm phu nhân tổng thống. Sau khi phu nhân Clinton trở thành nghị sĩ, ngài tổng thống nói rằng: "Tôi chỉ là phu quân của một vị nghị sĩ nào đó." Điều đó chứng tỏ vợ chồng tổng thống có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng cố gắng tạo điều kiện để phù hợp với nửa kia. Bà Clinton có thể giữ chức tổng thống, và lúc này ngài Clinton trở thành phu quân của tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không có gì là xấu cả. Những vấn đề nảy sinh trong gia đình đều là việc của cả vợ chồng. Cả hai phải cùng nghĩ cách giải quyết, cam tâm tình nguyện lựa chọn việc thích hợp với nửa kia. Đây gọi là chồng xướng vợ họa, hoặc vợ xướng chồng họa. Chỉ cần giữ được sự bình yên, hòa hợp trong gia đình thì làm gì cũng có thể làm được. Bảo vệ gia đình khỏi bị đổ vỡ. Pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai, Pháp, vào ngày 2 tháng 8 năm 1998. Có một con sư tử mẹ đang đi kiếm ăn. Nó sắp làm mẹ. Buổi sáng đó, nó chạy đuổi theo một chú nai. Chú nai con chạy thật nhanh, dầu sức yếu. Sư tử mẹ dầu mạnh nhưng đang mang thai nên khá chậm chạp. Sư tử mẹ chạy sau chú nai con rất lâu, khoảng 15 phút và vẫn chưa bắt kịp. Sau đó, chúng tới một rãnh sâu. Chú nai lẹ làng nhảy qua rãnh sang bờ bên kia. Sư tử mẹ rất bực tức vì không bắt kịp con mồi và vì nó đang cần thức ăn cho cả nó và đứa con trong bụng. Vì thế, nó cố hết sức để nhảy qua cái rãnh sâu. Nhưng tai họa đã xảy ra. Sư tử mẹ đã sảy đứa con khi cố nhảy qua rãnh. Dầu qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ biết rằng mình đã đánh mất đứa con mà nó đã chờ đợi từ bao lâu, đã yêu thương hết lòng. Chỉ vì một phút vô tâm của mình, nó đã quên rằng nó đang mang một bào thai trong người và nó cần phải hết sức cẩn trọng. Chỉ một phút lơ đễnh, nó đã không giữ được đứa con của mình. Qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ không còn màng đến điều gì nữa. Nó không còn muốn chạy đuổi theo con nai nữa, không muốn cả ăn hay uống. Sư tử mẹ nghĩ rằng mình không đáng sống nữa. Sư tử mẹ chỉ còn biết đứng bên rãnh sâu mà khóc. Đó là một trong những câu chuyện đã được Đức Phật kể trong kinh. Trở về hang, sư tử mẹ rất buồn. Cả tuần nó chẳng muốn ăn uống gì vì trong lòng quá đau buồn. Đứa con là lý do để nó sống, thì làm sao nó có thể hạnh phúc khi đã mất con? Nhưng với thời gian, sư tử mẹ cũng nguôi ngoai. Nó lại bắt đầu đi săn cho chính mình vì nó cũng đói. Giờ nó có thể chạy nhanh hơn vì không còn phải mang bào thai trong bụng, nên việc bắt mồi cũng đơn giản đối với nó. Cho đến một ngày kia, khi đang đi trong rừng, nó bắt gặp một chú sư tử con đang leo cây với một bầy khỉ. Chú sư tử nhỏ leo cây cũng giỏi như bầy khỉ. Sư tử mẹ suy nghĩ, đây đúng là đứa con mà mình nghĩ nó đã chết, nhưng nhìn kìa, nó vẫn còn sống. Và đó là sự thật. Khi sư tử mẹ sinh rớt con xuống rãnh sâu, có một con khỉ to ở trên cây đã nhìn thấy hết. Nó nhảy xuống rãnh và đem chú sư tử con về nuôi. Nhờ sữa khỉ mà sư tử con lớn lên. Nó cũng học trèo cây, học ăn trái cây. Thay vì rống như sư tử, nó học kêu như khỉ, và nó đã sống chơi đùa với bầy khỉ rất hạnh phúc. Khỉ mẹ cũng yêu chú sư tử con giống như khỉ con của mình. Khỉ con và sư tử con chơi với nhau như anh em,
không có sự phân biệt gì giữa chúng. Sư tử con cũng không nghĩ mình là sư tử, chứ không phải là khỉ. Ngày đó, sư tử mẹ nhìn thấy con trên cây với bầy khỉ. Nó suy nghĩ, con ta vẫn đang sống, nhưng giờ nó đã quen sống như một con khỉ. Vì thế, sư tử mẹ không nói gì. Nó hoạch định cách để đem chú sư tử con trở lại nhà. Vì thế, sư tử mẹ chờ một ngày khi bầy khỉ không có ở nhà. Nó đã đến bên chú sư tử con và nói, con không biết mình là sư tử sao? Không biết ta là mẹ con sao? Sư tử con trả lời, bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi không giống bà. Mẹ cho tôi sữa, mẹ ôm tôi trong vòng tay, bồng tôi lên cây. Vậy sao bà dám bảo là mẹ tôi? Tôi rất ghét bà. Sư tử mẹ biết rằng mình đã phạm sai lầm, nó đã nói không khéo léo. Đáng lý nó không được nói thẳng như vậy, nó phải nói khéo hơn. Vì thế nó quay đi và suy nghĩ, ta phải tìm cách làm quen với con ta để đem nó về nhà, để hai mẹ con có thể sống trong tình thương yêu. Sư tử mẹ chờ đợi thêm 15 ngày nữa. Rồi khi thấy sư tử con đang chơi một mình, sư tử mẹ đến bên, nói bằng giọng rất lễ phép, con ơi, hôm nay con vui vẻ không? Ta rất vui được gặp lại con. Ta xin lỗi rằng hôm nọ đã nhầm tưởng con là con ta, nhưng ta đã sai. Con là một chú khỉ con rất dễ thương. Ta muốn được kết bạn, muốn chơi đùa với con. Sư tử con nghe vậy, nó rất vừa lòng nên nói, được, tôi vui lòng làm bạn với bà. Nhưng với một điều kiện, đừng bao giờ gọi tôi là sư tử con. Tôi là khỉ và bà phải gọi tôi như thế. Nhờ lời nói nhẹ nhàng khéo léo, sư tử mẹ được làm bạn với sư tử con. Chúng chơi với nhau một lúc, rồi sư tử mẹ nói, thôi được rồi, giờ ta chia tay, ta sẽ trở lại chơi với con lúc khác nhé. Sư tử con rất vừa lòng, nó nghĩ, bà sư tử này rất lễ phép, không ép ta phải làm điều gì, chơi với bà cũng vui. Rồi một ngày kia, sư tử mẹ rủ sư tử con đi chơi xa, thật xa, vì chúng đã bắt đầu thân nhau. Sư tử mẹ đã rất kiên nhẫn, vì nó biết rằng nếu không kiên nhẫn, sẽ không có cách gì để mang sư tử con trở về nhà, trong gia đình, để gặp lại sư tử cha và cộng đồng sư tử. Rồi chúng đến bên một dòng nước. Sư tử mẹ nói, này con, hãy đến uống nước đi, ta rất khát. Khi cùng uống nước, bóng của chúng in xuống dòng nước rất rõ ràng. Bỗng nhiên, sư tử mẹ nghĩ ra một điều gì. Nó nói, thôi đừng uống nữa, hãy soi bóng xuống dưới nước chơi đi. Khi sư tử mẹ nhìn xuống dòng nước, nó tự thấy mình. Nhưng khi sư tử con nhìn xuống, nó thấy một chú sư tử con, nó không thấy con khỉ. Nó chưa bao giờ soi mình dưới nước trước đó, nó không biết đó là ai. Khi nhìn lên, nó thấy một con sư tử. Nhưng khi nhìn xuống nước, nó thấy hai, một sư tử mẹ và một sư tử con. Sư tử con bắt đầu nghi ngờ việc nó là khỉ. Nó suy nghĩ, có thể ta không phải là khỉ. Khi sư tử mẹ thấy rằng sư tử con đã bắt đầu nhận ra mình là sư tử, nên nó nghĩ rằng con mình đã chuyển đổi. Vì thế, sư tử mẹ rống lên, dồn sức vào hai chân sau để nhảy qua bờ bên kia. Sư tử con cũng làm giống như thế, nó đã rống lên như một con sư tử. Đó là lần đầu tiên nó không kêu như khỉ. Nó nhảy sang bờ bên kia như mẹ nó. Và giờ thì nó biết rằng nó là một chú sư tử con. Sau đó, sư tử mẹ đi trước, sư tử con theo sau, cả hai đi trở về hang động của sư tử. Chúng ta cần nhớ đây là câu chuyện Đức Phật đã kể với các đệ tử của Ngài. Sư tử mẹ đã biết làm thế nào để thở, và sư tử con cũng biết làm thế nào để thở. Vì thế, từ đó sư tử mẹ bắt đầu dạy cho sư tử con cách cư xử của sư tử.
đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm, ngồi, nói năng, rống như thế nào cho giống như một con sư tử. Sư tử con học hỏi rất nhanh, nó có thể làm được tất cả những gì mẹ nó đã dạy trong 3 tuần. Giống như 21 ngày trong một khóa tu, chúng ta cũng có thể học hỏi tất cả mọi thứ trong 21 ngày đó. Sau khi chú sư tử con đã trưởng thành và trở thành một chú sư tử thật sự, nó bèn nói với sư tử mẹ: "Con biết con không phải là khỉ, nhưng con vẫn yêu gia đình khỉ. Con biết rằng nếu không có họ, con đã chết. Con vẫn thương mẹ khỉ, thương anh chị em khỉ. Nên mẹ hãy cho con về thăm họ, thăm mẹ khỉ đã nuôi con lớn." Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta đều có huyết thống tốt đẹp. Chúng ta có khả năng hưởng hạnh phúc, tự do, vững chãi. Nhưng vì ta sống trong một xã hội không phù hợp với sự phát triển của chúng ta, nên ta quên rằng mình có thể sống hạnh phúc như những người tự do, vững chãi. Chúng ta có thể ngồi bệ vệ như một con sư tử mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì. Chúng ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi như một người giác ngộ, và trong quá trình đó có thể được rất nhiều hạnh phúc. Nhưng chúng ta được rèn luyện để sống khác đi. Vì thế, khi ăn điểm tâm, chúng ta không biết phải ăn thế nào. Chúng ta ăn mà không có tự do, tự tại. Khi rót sữa vào chén, chúng ta lại nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta để cho nỗi buồn giận, lo âu chiếm cứ tâm hồn. Chúng ta không có khả năng có mặt ngay khi ta rót sữa ra chén như một người tự do. Khi ăn một miếng bánh mì hay chấm bánh mì vào sữa, chúng ta không ý thức mình đang làm việc đó vì chúng ta không biết có mặt trong hiện tại. Bánh ngon, sữa cũng ngon, nhưng ta ăn như thể chúng chẳng ngon lành gì. Hãy thử quan sát xem người ta dùng điểm tâm trong thành phố này như thế nào. Họ ăn vội vã làm sao? Ăn như kẻ cướp. Kẻ cướp dĩ nhiên sẽ không có thì giờ để ngồi xuống ăn và nhìn người đối diện. Họ không nhìn thấy ai ở quanh mình. Họ cũng không nhìn thấy món ăn, vì trong đầu họ toàn là những âu lo, buồn rầu, sân hận. Đôi khi chúng ta cũng sân hận đến nỗi ta cầm tờ báo lên trước mặt lúc dùng điểm tâm để không phải nhìn thấy người chung quanh. Chúng ta đã nhìn thấy họ đủ rồi và không muốn thấy nữa, nên ta che mặt bằng tờ báo. Điều đó có nghĩa là bữa điểm tâm lại có thêm một nguyên liệu không cần thiết, đó là tờ báo. Tại sao ta cần đọc báo khi ăn điểm tâm? Chúng ta sẽ không ăn được đàng hoàng, không nhìn người thân rõ ràng trước khi mỗi người chia tay đi mỗi hướng. Buổi sáng là cơ hội để ngồi lại với nhau và nhìn nhau. Lý ra ta phải rất hạnh phúc vì có thể dừng lại và nhìn nhau. Nhưng ta không làm thế, để rồi cả ngày chúng ta chạy đi làm việc này việc kia, giống như đang ở trong mộng. Tôi nhớ lại có lần ở New York, tôi đang dùng điểm tâm thì có người mang đến cho tôi tờ báo, tờ thời báo New York chủ nhật. Nó nặng đến gần 2 kg. Làm sao bạn có thể vừa ăn điểm tâm vừa đọc được tờ báo nặng 2 kg? Tại sao ta cần đến 2 kg giấy? Người ta cần phải đốn bao nhiêu cây rừng để làm một tờ báo như thế? Nhiều người mua báo mà đâu có đọc, họ chỉ nhìn lướt qua một chút, hay chỉ dùng nó để che mặt khi họ không muốn nhìn người đối diện. Bạn có biết họ quảng cáo thế nào về tờ thời báo New York không? Họ bảo, bạn không cần phải đọc tất cả, nhưng biết rằng có nó ở đó là tốt rồi. Đó là cách họ quảng cáo để nếu ta không mua báo, ta cảm thấy thiếu thốn, sợ rằng người ta biết điều gì trong báo mà mình thì không, nên bắt buộc mình phải mua nó. Cuộc sống của chúng ta ở New York không phải là cuộc sống của một người hạnh phúc, một người tự do, một người vững chãi. Vì thế, chúng ta phải thực tập sống như một người vững chãi, một người tự do. Vì lỗi lầm của người cha hay mẹ hay ông bà, chúng ta quên cội nguồn,
quê hương nơi chúng ta đến từ đó. Chúng ta quên tổ tiên của ta là Đức Phật, là các vị Bồ Tát, những người có khả năng để sống hạnh phúc, vững chãi và tự do. Nên chúng ta chạy lòng vòng và tự đắm mình trong khổ đau. Đức Phật và các vị Bồ Tát đã thể hiện giống như những con sư tử mẹ đi tìm đàn con đã lạc lối. Chư Phật và các vị Bồ Tát với tấm lòng đầy kiên nhẫn, và tất cả chúng ta như là những chú sư tử con đã lạc đường về. Chúng ta cần phải khéo léo, thông minh mới có thể tìm được đường trở về nhà. Chúng ta cũng có khả năng được hạnh phúc, an lạc, tự do. Vậy mà trong cuộc sống, chúng ta khổ đau, chúng ta chìm đắm. Do gánh nặng của khổ đau, chúng ta làm cho người quanh ta cũng không hạnh phúc. Giờ ta phải trở về với cha mẹ ruột của mình. Học đi, học đứng, học ngồi, học nằm trở lại. Học nói, học lắng nghe trở lại, để có thể làm sống lại cung cách của một con sư tử thật sự. Dầu đã lạc lối, chúng ta cũng không biết học hỏi kinh nghiệm. Hay ta đã quên con đường, quên những tập quán, quên cuộc sống có thể mang đến cho ta yếu tố hạnh phúc mà chúng ta cần được hưởng. Nếu là người Do Thái, tổ tiên của chúng ta là các vị giáo sĩ Abraham và các vương nữ như Sarah, Rebecca và Ruth. Tổ tiên chúng ta có những giới luật riêng của họ, và qua những giới luật này, họ có thể duy trì hạnh phúc và vững chãi trong xã hội của họ. Nhưng vì một số lỗi lầm, một số bất cẩn của cha mẹ hay tổ tiên chúng ta, mà chúng ta quên đi cội nguồn, và chúng ta đã lang thang cùng trời cuối đất mà không nhớ đến cội nguồn. Vì thế, ta phải khổ đau. Tổ tiên của chúng ta cũng có thể là Jesus Christ, và qua nhiều thế hệ đã tuân theo văn hóa của những lời dạy tinh thần của Chúa Jesus Christ. Họ đã hạnh phúc vì điều này. Họ đã biết thương yêu là như thế nào, nương tựa vào nhau là nhờ các giáo lý này. Nhưng vì lỗi lầm của một vài thế hệ sai lạc của nhà thờ, chúng ta đã bỏ các giáo đoàn. Chúng ta đã hận thù giáo đoàn của mình và đi tìm một con đường tâm linh khác. Chúng ta đi tìm Phật giáo, đi tìm Ấn Độ giáo, và chúng ta nghĩ là hạnh phúc không thể có trong cội rễ Thiên Chúa giáo. Chúng ta là hoa sen với hương sắc diệu kỳ, nhưng chúng ta đã đánh mất hương sắc của hoa sen. Chúng ta không nhận ra mùi hương của hoa sen là mùi hương của chúng ta. Ta đi mua nước hoa để thoa lên người và cho rằng đó là mùi hoa của chúng ta. Và trong quá trình trôi lăn như thế, chúng ta đã học được bao điều tiêu cực trong xã hội mà chúng ta mới du nhập đến. Xã hội đó cũng có những điều tốt đẹp. Chúng có mặt trong môi trường mới này. Nhưng để biết được những điều tốt đẹp này trong xã hội mới, chúng ta cần có người chiều dắt. Văn hóa Mỹ có nhiều khía cạnh tốt đẹp, tuyệt vời mà chúng ta có thể học hỏi, hàm ơn và sử dụng. Giống như chú sư tử con có thể học những điều mới lạ từ gia đình khỉ kia. Nhưng vì chúng ta không có người dìu dắt, hướng dẫn, chúng ta để cho những rác rưởi của xã hội phương Tây mà ta đang sống ở đó trùm phủ chúng ta. Chúng ta không chọn lựa những châu báu của xã hội phương Tây, mà chúng ta chỉ nhận rác rưởi của xã hội phương Tây để đeo lên người. Những đớn đau, bất hạnh của việc sử dụng ma túy, của tình dục bừa bãi là những rác rưởi của văn hóa phương Tây. Khi ta bỏ những thứ đó vào đầu, vào lòng ta, thì thân tâm ta sẽ khổ đau, và ta sẽ khiến cha mẹ ta khổ đau, tổ tiên ta khổ đau. Chúng ta không biết rằng có châu báu, có những giá trị trong xã hội phương Tây mà ta có thể học hỏi để làm giàu thêm cho văn hóa của bản thân. Ta cần biết rằng trong văn hóa của chính mình, trong văn hóa Việt Nam cũng có châu báu, và chúng ta phải gom góp chúng lại học hỏi, vì chúng ta đến từ văn hóa đó. Đó là nền tảng của chúng ta. Nhưng vì chúng ta giận hờn cha mẹ, chúng ta không thể nói chuyện, trao đổi với họ. Do đó, cha mẹ chúng ta không thể chuyển giao cho chúng ta châu báu, những tinh hoa của truyền thống,
phong tục cổ truyền. Nếu cha mẹ không thể nói chuyện với con cái họ, làm sao họ có thể chuyển giao cho chúng những giá trị và đức hạnh đã được trao lại từ truyền thống qua bao thế hệ? Nhưng giữa thế hệ của những người trẻ và người lớn tuổi có hố phân cách lớn. Một trong những lý do là thế hệ của người lớn quá bận rộn, họ có quá nhiều công việc, và thế hệ tuổi trẻ cũng bận rộn không kém. Cả ngày cha mẹ đều bận rộn, cả ngày con cái cũng bận rộn. Buổi tối kêu họ trở về nhà, tất cả ai cũng đều mệt mỏi, và họ dễ quạo, bực bội phát sinh do họ mệt mỏi. Không có bên nào biết làm sao để lắng nghe sâu lắng, làm sao để nói những lời yêu thương hòa hợp. Do đó, khoảng cách giữa hai thế hệ càng ngày càng lớn rộng, và thế hệ tuổi trẻ cảm thấy đau khổ, thế hệ người lớn cũng cảm thấy đau đớn không kém. Cuối cùng, thế hệ tuổi trẻ không còn có thể nhìn thế hệ người lớn, và cha mẹ không thể nhìn con cái họ, vì cả hai bên đều quá đau khổ vì nhau. Chúng ta chưa thể tiếp nhận cách sống từ văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh, và do đó chúng ta không biết nghệ thuật sống. Và trong sự quên lãng này, trong sự vụng về khờ dại này, chúng ta gây ra lỗi lầm. Giống như khi con sư tử mẹ phóng sang bên bờ rãnh sâu, trong một phút lãng quên đã làm sẩy con xuống hố sâu. Đã có bao nhiêu bà mẹ, ông cha đau khổ vì đánh mất con mình. Tại sao họ mất con? Vì họ đã vô tâm, vì họ vụng về. Điều này không chỉ đúng cho cha mẹ người Việt Nam, mà cũng đúng cho các bậc cha mẹ người Tây Phương. Vì có quá nhiều cha mẹ người Tây Phương quá bận rộn, họ không có chánh niệm, họ vụng về. Do đó, họ cũng đã đánh mất con cái mình. Dù họ không có cùng văn hóa như người Việt Nam chúng ta, họ cũng đã mất con trai, con gái họ. Giống như người Việt Nam đã đến sống ở Tây Phương, người Việt Nam đau khổ hơn người Tây Phương, không chỉ vì cách biệt tuổi tác, mà còn vì cách biệt văn hóa giữa hai thế hệ. Dù người Tây Phương không có sự cách biệt văn hóa như đối với người Việt Nam, nhưng họ có sự cách biệt tuổi tác. Có thể văn hóa của thế hệ này khác với thế hệ kia, và cha mẹ không thể chấp nhận văn hóa của thế hệ tuổi trẻ. Các kiểu tóc của người trẻ bây giờ rất khác với thế hệ cha ông, và chỉ kiểu tóc thôi cũng đã làm thế hệ cha mẹ phải không bằng lòng với con cái họ. Những người trẻ Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, âm nhạc mà giới trẻ lắng nghe làm nhức đầu thế hệ cha ông. Cha mẹ rất ngạc nhiên rằng con cái họ lại có thể nghe được loại âm nhạc đó. Không chỉ các gia đình Việt Nam sống ở Tây Phương có vấn đề về sự khác biệt giữa các thế hệ, mà các gia đình phương Tây cũng có những vấn đề này. Đó là một bi kịch khi cha mẹ không còn có thể nhìn con cái họ nữa, không còn hạnh phúc khi nhìn nhau nữa. Vì thế, khi ngồi ăn cùng nhau, họ không hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc, chúng ta đặt tờ báo trước mắt mình để không phải nhìn thấy các thành viên khác trong gia đình. Có những gia đình mà không ai muốn nhìn mặt ai, họ chỉ muốn nhìn về hướng khác. Đó không phải là hướng của những lý tưởng chung. Đó là hướng của chiếc truyền hình. Nhìn vào hướng đó để bớt khổ đau, để quên khổ đau. Họ đang chạy trốn khỏi thực tại của khổ đau. Nhìn người thân, ta không còn cảm thấy họ thân thiết nữa. Gương mặt họ luôn khổ đau, và khi những người này nhìn lại chúng ta, họ cũng không thấy gì ngoài khổ đau trên gương mặt ta. Do đó, dường như ta đã có một hiệp ước ngầm rằng cả hai bên đều nhìn vào truyền hình để không còn khổ đau nữa. Đó là những gì đang xảy ra trong rất nhiều gia đình, dù chúng ta làm như nó không đang xảy ra. Giờ ta phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật và tự hỏi mình tại sao? Tại sao ta để cho điều đó xảy ra? Sư tử mẹ đã phạm một lỗi lầm. Bà đã để sư tử con rơi rớt, để mất nó. Chúng ta cũng thế. Chúng ta đánh mất con cái mình vì sự dại khờ của chúng ta,
và con cái chúng ta cũng không còn cha mẹ, dầu chúng ta vẫn còn ở cõi đời này. Nhưng cha mẹ không thể yêu thương con cái họ nữa, không thể ôm ấp chúng nữa, không thể ngồi ăn với chúng nữa, và con cái không còn thấy giá trị của cha mẹ nữa. Đó là một bi kịch lớn, không chỉ cho người tị nạn Việt Nam ở phương Tây, mà còn cho cả những người đã có mặt ở đó lâu hơn. Có những người cha mẹ khi thức giấc, giống như con sư tử mẹ khi thức giấc, nhận ra được sự vụng về của mình, những lầm lỗi mình đã phạm trong quá khứ, và họ tu tập để mang những đứa con trở về. Chúng ta biết rằng sư tử mẹ rất kiên nhẫn, đầy tình thương. Dầu đôi khi nó phải nói những điều không muốn nói, những điều rất khó nói, như: này con, ta rất lấy làm tiếc, nhưng con không phải là sư tử con, mà con là khỉ, ta đã không tế nhị. Bạn có thể thấy là sư tử mẹ rất đau khổ khi nói lên những lời ấy, nhưng vì yêu thương chú sư tử con mà nó phải nói lên những điều này. Khi chúng ta là người cha hay người mẹ đã đánh mất hay sắp mất con cái, chúng ta cũng phải tỉnh giấc để thấy nguy cơ sắp mất con. Vì nếu điều đó xảy ra, chúng ta đánh mất tất cả tương lai, vì con cái là tương lai của chúng ta. Do đó, chúng ta phải làm tất cả, bất cứ điều gì có thể để mang chúng trở về. Bằng tình thương, bằng sự quyết tâm, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì. Nếu đã đánh mất con cái mà chúng ta không muốn phải trải qua những giây phút khó khăn khi phải nhận lỗi với chúng, thì con cái chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Do đó, ta phải học từ sư tử mẹ. Chúng ta phải biết làm thế nào để đến bên con cái, nhận lỗi của mình, để dần dần mang chúng trở về với chúng ta. Lúc đó, mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ có thể được nối kết trở lại. Sau đó, chúng ta có thể giao truyền cho con cái những điều tốt đẹp của nền văn hóa từ quê hương xứ sở, từ nền văn hóa tâm linh, đến từ chư Phật và các vị Bồ Tát.